đội thi và chung cuộc thì chúng ta đã tìm ra đội giành chiến thắng ở phần chơi đầu tiên, đó là đội tổ dân phố số 13. Và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần chơi tiếp theo, đó là phần thi nhảy bao bố từ các đoàn viên thanh niên rất là trẻ trung năng động của chúng ta, được chia làm hai đội, đội mặc áo màu cờ đỏ sao vàng và đội chúng tôi xin được thông qua thể lệ trò chơi nhảy bao bố như sau. Có 20 người chơi được chia thành hai đội thi, đội số 1 và đội số 2 dán trên số trên áo của đội, và như chúng ta đã thấy thì đây thì hai đội có hai màu áo khác nhau rồi. Mỗi đội gồm có 10 người, mỗi lượt nhảy sẽ có 2 người trong đội cùng nhảy một bao bố. Hai đội thi xuất phát từ vạch xuất phát, nhảy đến vạch đích rồi quay trở lại đưa bao cho hai người tiếp theo. Cái này thì chúng ta không phải đưa bao bởi vì chúng ta đã có đủ bao rồi. Và các đội, nhiệm vụ các đội là chỉ nhanh chóng khẩn trương di chuyển từ vạch xuất phát đến đích và quay trở lại. Khi chúng ta quay trở lại vạch xuất phát thì đập tay vào để cho thành viên tiếp theo của đội chúng ta tiến lên. Và trò chơi này được tính điểm khi thành viên cuối cùng của đội trở về trước đầu tiên, về đích đầu tiên thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Các đội đã hiểu thể lệ chơi chưa ạ? Vâng ạ, đầu tiên thì xin mời hai đội chúng ta giơ cao cái cánh tay của mình lên ạ. Mọi người bỏ khẩu trang ra đi ạ. Vâng ạ, chúng ta đang chơi là bỏ khẩu trang ra. Xin mời các vận động viên nữ kìa. Vâng, xin mời hai vận động viên xinh gái bỏ khẩu trang ra nào. Chúng ta giơ tay lên và quay xuống chào mọi người một cái nào. Chào khán giả để cho xin một kiểu ảnh ạ. Hai đội chúng ta đã hiểu cách chơi chưa ạ? Đã hiểu luật chơi chưa ạ? Hai đội sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa ạ? Xin mời nào. Xin mời những cánh tay phía dưới chúng ta cùng giơ lên và vỗ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho các đội nào. Sẵn sàng chưa? 2, 1, bắt đầu! Cố lên, cố lên, cố lên cho xin âm nhạc đi ạ. Khoan lại nào, khoan lại nào, nhanh gọn, khẩn trương. Trò chơi này không chỉ dùng sức mạnh mà chúng ta phải kết hợp sự khéo léo của mình. Nhanh nhanh nào, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Lên nào, lên nào. Dành cho bạn khẩn trương lên nào. Cố lên, quay lại nào, quay lại luôn. Chúng ta sẽ kết hợp không những bằng sức khỏe mà còn độ dẻo dai, tính linh hoạt và sự đoàn kết giữa hai người với nhau thì chúng ta mới về đích được. Nhanh lên nào. Như vậy là đội màu đỏ đã về đích lần thứ hai rồi, và đội màu xanh tiếp tục bây giờ mới về đích lần thứ hai. Tiếp tục nào. Cố lên. Tiếp tục nào, nhanh khẩn trương. Đội màu đỏ đã về đích lần thứ ba. Đội màu xanh đã về đích lần thứ ba. Cố lên. Cơ hội đang còn nguyên cho các bạn. Cố lên nào. Cố lên. Bằng sức khỏe, bằng sự kết hợp, sự khéo léo và đặc biệt. Bất biệt ở chúng ta đó là sự ăn ý giữa hai người chơi với nhau. Wow, như vậy đội màu xanh này đã vượt qua đội màu đỏ rồi. Tiếp tục lên nào. Cố lên. Cố lên. Cổ vũ cho đội đỏ đi. Cố lên nào. Tiếp tục đi. Như vậy đội màu xanh đã về đích đầu tiên. Vâng, quý vị thấy không, đội màu xanh với xuất phát không được thuận lợi cho lắm. Lần nhảy đầu tiên thì các bạn đã bị té ngã. Tuy nhiên, đội màu đỏ đã về trước. Và bằng sự khéo léo, bằng sự quyết tâm và sự kết hợp của mình thì đội màu xanh lại là người chiến thắng trong phần chơi này. Hãy dành cho đội màu xanh một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và cũng dành cho đội màu đỏ một phần thưởng thật xứng đáng với những tràng pháo tay của tất cả quý vị ạ.